giới thứ tám cấm ăn uống phi thời cấm ăn uống phi thời là giới đức ly dục người cư sĩ tại gia thọ bát quan trai giới cần phải học hiểu và sống cho đúng đức hạnh này thì mới xứng đáng là đệ tử của phật giới đức ly dục rất cần thiết cho người cư sĩ thọ bát quan trai giới người cư sĩ hãy tập làm quen với đời sống của người tu sĩ bằng giới luật này bởi nó khởi sự xác định cho mọi người thấy rằng những người đệ tử của phật giáo phải sống ngày một bữa mới thật sự sống như phật người đệ tử của phật sống như phật mới là đệ tử chân chánh vì thế người cư sĩ khi đến với phật giáo phải một lòng cung kính và tôn trọng giới luật này nếu một cư sĩ thọ bát quan trai giới phạm giới này thì không phải là cư sĩ phật giáo còn không phạm giới này thì đây mới là đệ tử của đạo phật nếu ai không coi trọng và tôn kính giới luật này thì người ấy là tín đồ ngoại đạo ăn uống là sự tiếp thu tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong của sắc thân tứ đại chúng ta nhưng ăn uống phải biết tiết độ không biết tiết độ ăn nhiều quá bội thực cơ thể sẽ dễ sanh ra bệnh tật ăn ít quá cũng vậy chỉ nên ăn uống như thế nào vừa đủ cho cơ thể không thiếu mà cũng không thừa trong thời gian tu hành của đức phật ngài đã rút ra được một kinh nghiệm ăn nhiều quá thì thừa dư chất bổ nên sắc thân sanh ra sắc dục thùy miên hôn trầm sắc dục thùy miên hôn trầm cũng là một loại dục của tâm cho nên người ăn nhiều dễ sanh ra buồn ngủ lười biếng dâm dục nhưng nếu ăn ít quá thì cơ thể thiếu những chất bồi dưỡng sanh ra yếu đuối dễ bị bệnh tật và nhiều điều khác nữa từ đời sống vua chúa ăn uống quá nhiều đến đời sống khổ hạnh ăn uống quá ít của ngoại đạo Đức Phật đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống tu hành của mình như vậy nên ngài đã xác định ăn ngày một bữa là đủ để cho cơ thể có một sự sống tốt đẹp an lành. Thưa quý Phật tử, theo kinh nghiệm tu hành của thầy, người tu sĩ làm việc nhiều hơn người thế tục, tại sao vậy? Suốt 24 tiếng đồng hồ, người cư sĩ thọ bát quan trai giới luôn luôn làm việc, không những bằng trí óc mà còn lao động bằng tay chân cơ thể. Họ có thể đi bộ từ 5 đến 10 cây số, còn đầu óc làm việc không nghỉ ngơi. Làm việc như vậy mà ăn ngày chỉ có một bữa ăn thế mà vẫn khỏe mạnh, thân ít bệnh đau. Người đời không biết, tưởng ăn nhiều là khỏe mạnh, ăn nhiều cơ thể làm việc nhiều, cơ thể tự động làm việc nhiều thì người mau già, tuổi thọ bị giảm. Quý Phật tử cứ suy nghĩ những lời nói của thầy, đừng có tin ngay liền, khi nào tin thì phải chứng nghiệm lời dạy của thầy có kết quả chúng ta nên hiểu ngày ăn một bữa khi ăn đã phải tốn công sức rất nhiều trước khi ăn quý phật tử phải lo nấu nướng trong khi đang ăn uống quý phật tử phải nhai nuốt thực phẩm vào bao tử rồi bao tử phải làm việc tiêu hóa thực phẩm sau khi ăn xong quý phật tử phải rửa bát chén và dọn dẹp nếu trong ngày ăn ba bữa quý phật tử phải xét thấy rằng bỏ ra một người lo nấu nướng dọn dẹp ngày ngày trôi qua ngày nào cũng như ngày nào việc ăn uống chiếm một phần lớn trong lao động của quý phật tử khi quý phật tử ăn nhiều thì tâm quý vị sanh ra dục do nhiều dục phải gặt hái lấy biết bao nhiêu thứ đau khổ cho cuộc đời của quý vị quý vị có biết không vì ăn uống phải làm việc nhiều như vậy nên người tu theo đạo phật chỉ ăn ngày một bữa vì thế mà người ta sống nhàn nhã vô sự thoải mái ngày một bữa giúp cho bạn có nhiều thì giờ ngồi chơi sống một mình khi cảm thấy sống một mình được an trú thì lúc bấy giờ thân tâm của bạn thật là hạnh phúc giới đức không ăn uống phi thời là để xác định người tu giả hay người tu thật như đã nói ở trên người giả tu tâm còn tham dục phần nhiều phải lộ diện về mặt ăn uống phi thời vì vậy giới này còn giúp cho chúng ta dễ nhận xét những người tu theo phật giáo giữ giới luật đúng hay là sai cho nên khi thọ bát quan trai giới quý phật tử đều phải ăn ngày một bữa như tăng ni vậy giới đức ly tham không ăn uống phi thời giúp cho cư sĩ tám điều lợi ích một thứ nhất có nhiều thì giờ tu tập hai thứ hai tâm ly dục về sự ăn uống ba thứ ba cơ thể ít bệnh tật bốn thứ tư ít buồn ngủ hôn trầm năm thứ năm xứng đáng là một tu sĩ phật giáo sống đời thiểu dục tri túc 6. Thứ sáu, đời sống dược hơn người chưa xuất gia 7. Thứ bảy, cơ thể nghỉ ngơi ít làm việc 8. Thứ tám, người ngoài rất mến phục và tôn kính Muốn nhập các loại định từ sơ thiền đến tứ thiền Và thực hiện tam minh Thì người Phật tử phải ăn ngày một bữa Nếu không ăn một bữa được Thì chẳng bao giờ nhập được các loại thánh định này Và cũng không bao giờ thể hiện được tam minh như vậy chúng ta thấy ăn ngày một bữa thật là quan trọng cho cuộc đời tu học của chính mình. Vì thế Đức Phật dạy thừa tự pháp chứ đừng thừa tự thực phẩm. Chúng ta ai cũng biết ăn để sống để tu tập giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Người quyết chí tu hành thì chớ nên ăn uống phi thời. Người cư sĩ Phật giáo là người muốn biến cảnh thế gian thành cảnh cực lạc thiên đàng. Vì cực lạc thiên đàng là nơi để cho tâm hồn của mọi người được an lạc thanh tịnh và vô sự, chứ không phải là nơi sống để ăn uống ca hát nhạc kịch dân dân. Đừng nghĩ rằng cõi cực lạc thiên đàng là nơi lều quán buôn bán ăn uống vui chơi ca hát, vì buôn bán ăn uống vui chơi ca hát là còn sống trong cảnh dục lạc thế gian, thì làm sao gọi đó là cảnh thiên đàng cực lạc được, phải không quý Phật tử? Cho nên ngay tại thế gian chúng ta sống ngày ăn một bữa là chuẩn bị cho mình một cuộc sống nơi cực lạc thiên đàng hay nói cách khác là chúng ta đã biến cảnh thế gian thành cực lạc thiên đàng đó rồi bởi vậy ăn ngày một bữa suy ngẫm cho thật kỹ thì chúng ta cảm thấy thân tâm mình thanh thản an lạc và vô sự thân tâm thanh thản an lạc và vô sự thì không phải nơi đó là thiên đàng cực lạc sao có chú huệ cần xin vào tu viện tu tập mới những ngày đầu chú quá thích bảo Ôi, đời sống ở đây như tiên trên trời, ăn ngày một bữa, không làm gì cả, ở không suốt cả ngày, ngồi chơi thảnh thơi thật là tuyệt vời. Nhưng lần lượt tâm đời của chú sống dậy, chú cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ bạn bè, vân dân. Kế tiếp hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng khởi lên tấn công đánh chú. Do đó, chú chịu hết nổi, liền bỏ cảnh giới tiên, chạy về nhà sống cảnh trần tục với cha mẹ. Bởi vậy nhiều người muốn tu tập để được giảng sanh về cực lạc, để được sanh về cõi trời, để được về cảnh giới niết bàn, để được trở về bản tánh của mình, nhưng khi được toại nguyện thì lại chạy trốn. Ở thế gian mọi người cứ ngỡ tưởng rằng cõi cực lạc thiên đàng cũng giống như ở thế gian. Có nhiều lều quán ăn uống ca nhạc suốt ngày đêm vân vân. Sự nghĩ tưởng như vậy không đúng quý Phật tử à. Cõi trời, cõi cực lạc ở đó không có liều quán buôn bán ăn uống và người ta cũng không có ăn uống như quý phật tử nghĩ ở đó chỉ có cuộc sống trầm lặng độc cư họ không có nói chuyện với nhau vì thế mới gọi là cõi cực lạc thiên đàng quý phật tử có biết không với tâm hồn người thế gian của chúng ta mà sống trong các cõi đó thì cô đơn buồn lắm quý phật tử ạ à. chắc chắn quý phật tử cũng không hơn gì chú huệ cần đâu tưởng cõi cực lạc tây phương và cõi thiên đàng là sung sướng lắm là đầy đủ lắm muốn chi có nấy thưa quý phật tử quý vị tưởng như vậy là sai vì cõi đó người ta không còn dục nên không còn ai ham muốn vật gì hết ăn ngủ vui chơi ca hát người ta cũng không ham muốn nên ở đó vắng lặng ở đó người ta không thích ăn nên người ta cũng không có làm việc như ở cõi thế gian Họ sống vô sự rất là thảnh thơi an nhàn Giả lại, người ta không có nói chuyện với nhau Thường sống cô đơn một mình Nên cảnh giới ở đó rất là im lặng Không có tranh luận hơn thua Không có tranh cãi đánh nhau Không có đua đòi vật chất như ở thế gian Để được vào cảnh giới đó Nên Đức Phật trang bị cho chúng ta Tám giới bát quan trai giới Khi chúng ta bỏ thân này Thì được vào ngay liền Muốn giảng sanh cực lạc muốn lên thiên đàng muốn vào nước bàn mà ngay bây giờ quý phật tử không tập đời sống trên các cõi đó thì quý phật tử làm sao sống trong các cõi đó được phải không quý vị quý phật tử về tu viện chân như là quý phật tử đang tập sống làm thánh a la hán làm bồ tát làm phật để sau này rời bỏ thế gian là về các cõi đó thế mà về đây quý phật tử sống không được thì quý vị đừng mong về các cõi đó được dù có cho quý vị về đó thì chừng ít hôm quý vị cũng sách gói chạy về trần gian sống trong mùi tục lụy khổ đau nếu quý phật tử không tu tập ăn ngày một bữa không sống độc cư trầm lặng thì làm sao quý phật tử sống hòa nhập với các cõi đó được đức phật thích ca mâu ni biết rất rõ điều này nên ngài mới dạy chúng ta ăn ngày một bữa và cấm không cho ca hát và nghe ca hát là để chúng ta có dịp hội tụ hòa nhập vào các thế giới chư phật thế giới niết bàn nếu quý vị không chuẩn bị cho mình sống làm quen với thế giới chư bồ tát chư phật thì thầy nghĩ rằng quý vị khó mà hòa nhập vào một đời sống nào khác hơn đời sống thế tục cho nên giới không ăn uống phi thời là một giới rất quan trọng cho quý vị để hòa nhập vào đời sống thánh thiện ăn ngày một bữa chỉ có những bậc a la hán và phật thì mới sống nổi còn không sống được như vậy thì không thể gọi đó là thánh tăng thánh ni hay thánh cư sĩ được Giới đức ly dục, ly ác pháp trong ăn uống mà người tu sĩ Phật giáo cần phải tu tập và giữ gìn nghiêm chỉnh thì sự ganh đua, bon chen tìm danh lợi, tìm ăn uống mới chấm dứt. Người ăn ngày một bữa thì còn gì mà bon chen danh lợi, phải không quý Phật tử? Người đời chỉ vì ăn uống nên biến họ thành ra loài động vật. Loài động vật chỉ biết ganh đua cho sự sống để ăn uống mà thôi. Người cư sĩ thọ bát quan trai giới khi ăn ngày một bữa thì không còn ham thích vật chất thế gian, chỉ còn thích sống với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Ngày tháng trôi qua với nội tâm an ổn, không có một pháp nào tác động vào tâm hồn họ được, ngay cả mọi cảm thọ khổ đau cũng không làm lay chuyển tâm họ được. Giới cấm không ăn uống phi thời, nghe thì rất đơn giản, nhưng mấy ai sống đúng, làm đúng, chỉ vì tâm họ chưa ly dục ly ác pháp, nên sự tham đắm về ăn uống còn nặng nề, khiến cho họ tìm cách bẻ dụng giới bằng ăn uống cách này hoặc bằng cách khác như không ăn thì họ uống sữa hay nước trái cây hoặc chanh đường bột nước khuấy loãng. Tuy sống như vậy nhưng đó cũng là hình thức ăn uống phi thời. Những hành động này đều có thể vi phạm giới hạnh đi dục. Con đường tu tập giải thoát để ra khỏi nhà sanh tử thì giới hạnh không ăn uống phi thời là một điều hết sức quan trọng và rất cần thiết cho người đệ tử Phật. Vì thánh hạnh đệ tử Phật là thánh hạnh giải thoát. Chúng ta há nở nào vi phạm để mọi người khinh chê Phật giáo, để cho tâm mình không được giải thoát. Vì thánh hạnh của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, chúng ta há nở nào ăn uống phi thời để đánh mất thánh hạnh ly dục ly ác pháp này. Thì còn gì là một đệ tử Phật mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát của đạo Phật? Thánh hạnh này không giữ trọn Thì con đường tu kia làm sao chứng được quả thánh Thánh sao còn ăn uống phi thời Người cư sĩ phải biết cúng dường Và tôn kính những vị thánh tăng, thánh ni Họ là những vị không phạm giới, không phá giới này Tám giới đức thọ bát quan trai giới Rất lợi cho mình, cho Phật giáo Tại sao vậy? Tại vì một vị thánh đệ tử Phật Thân tâm của họ đã ly dục ly ác pháp Người thân tâm đã ly dục ly ác pháp mà quý phật tử được cúng dường thì phước báo vô lậu kia có ngày quý vị sẽ được thọ hưởng giới đức ly tham không ăn uống phi thời người cư sĩ phật giáo thọ bác quan trai cần phải cố gắng giữ gìn vì đó là một hạnh ly dục của bậc thánh cư sĩ không phải người phàm phu sống được xin quý vị lưu ý cho đến đây quý phật tử đã nghe sự lợi ích tám đức hạnh của bác quan trai giới bác quan trai giới sẽ mang đến một đời sống thánh thiện không làm khổ mình khổ người cho quý phật tử vậy mong sao quý phật tử hãy cố gắng giữ gìn trong một ngày đêm thọ bác quan trai giới trọn vẹn không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong đó giới bác quan trai là đức hạnh của loài người nên nó mang đến những điều lợi ích cho cuộc sống của quý phật tử vậy quý phật tử hãy quỳ xuống chắp tay lên trước ngực xin nguyện rằng từ đây về sau con xin hứa sẽ cố gắng giữ gìn tám giới này Để thực hiện chính đức hạnh làm người Để xứng đáng làm người Làm đệ tử của Phật Quý Phật tử nguyện như vậy Rồi lễ Phật ba lại Để thọ nhận những giới đức này